Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Bin Gà Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả bạn ca khúc mới nhất của BTS, đó chính là ca khúc Run. Ok, trước khi bắt đầu bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên là mình sẽ quay qua bên trái một cái ha. 5, 6, 7, 8, 1. Rồi mọi người sẽ đặt hai tay bên phải và trên tay bên trái một dưới nha. 1, 2, 3, 4. Phần tay của mình sẽ làm qua lại như thế này. Phần chân của mình sẽ nhúng hai đầu gối và phần lưng mình hơi khò một chút ha. Rồi sau đó mình sẽ đặt tay lên. 1 là tay bên phải nha mọi người. Chân là chân bên trái ha. 1, 2, ok. 1, 2, 3 và 4 và 5. Ok, phần chân của mình nè. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, mình đến lại nha. Tay là tay bên phải, chân là chân bên trái. 2, tiếp. 1, 2, 3. Sau đó mình, 3 là mình đang mở ra ha. Sau đó mình sẽ đặt lên 4, 5. Phần tay của mình sẽ quẹo qua như thế này. Phần người của mình sẽ đưa về bên phía bên phải. 5, 6, ok. Dùm dùm chắc. Sau đó mình sẽ đặt tay lên 1, 2 và 3. Phần chân của mình sẽ chạy theo 1, 2 và 3 và 4. Là mình sẽ ra thẳng như thế này. Và hấp thụ cái boom. Ok, boom. Rồi mình sẽ đặt tay lên 1, 2, 3, 4. Phần người của mình sẽ đưa qua đưa lại như thế này ha. Khum, sắc, chùm chùm sắc. Rồi mình sẽ dùng lực đè lên phần chân bên phải. Phần chân bên trái của mình sẽ rút vô từ từ như thế này. Ok, phần tay mình có thể làm như vậy hoặc là mình không làm. Thì có hai option ha, mọi người muốn làm cái nào làm nha. Hai cái chùm chùm sắc, chùm chùm, chùm sắc, ok. Sau đó mình sẽ đặt lên 1 và 2. 1 và 2. Ok, 2 đi. 1 và 2. 3 và 4 và 5. Mình sẽ feel, rồi có chữ let's go là mình feel tự do. Ok, Bin sẽ đếm lại một lần từ đầu cho đến đây. Sau đó chúng ta sẽ kết thử cái tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8. Bùng. Hup and hup. Hup and hup. Chùm bùng chắc. Chùm bùng bùng chắc. Chùm 1, 2. Bước bước bùng bắt bùng bắt. Hup and qua. Qua 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 em. 1, 2, 3, 4. Chùm chùm chắc. Bùng 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 and hup. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử cái tốc độ chậm nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Bin làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể biết và sớm thực hiện nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau.